So với việc xây dựng được một kênh YouTube 1 triệu sub, thì việc biết chạy quảng cáo Google Ads là việc bé bằng con muỗi. Trong thời đại nền kinh tế học thừa thãi của YouTube, người ta đã xây dựng sẵn các hệ thống để làm sao nhà sáng tạo cá nhân của chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận được với khán giả. Mọi việc từ sản xuất, nội dung, các bạn thấy có những cái phần mềm được viết sẵn để các bạn có thể sản xuất được nội dung, những cái công cụ trở nên rất rẻ. Rồi cái hệ thống phân phối của YouTube để đưa nội dung đến với khán giả. Rồi như platform của Google Ads chẳng hạn, đấy là cái nền tảng để có thể giúp bạn quảng bá cái nội dung của mình. Cái việc tìm hiểu nó cũng rất là hay, không phải là để tăng view, tăng sub cho kênh của các bạn, mà các bạn có thể thử Google Ads để hiểu được cái cách phân phối nội dung theo từ khóa và theo chủ đề của YouTube. Nếu các bạn muốn, hãy comment ở bên dưới, mình sẽ làm một clip riêng hướng dẫn chi tiết về cách chạy Google Ads cho các bạn. Còn riêng ở trong cái clip này, mình sẽ tiếp tục nói về một điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng trong cài đặt chiến dịch quảng cáo của Google Ads, mà các bạn sẽ thấy mình sẽ nói ở trong phần sau của video. Cũng như trong các cái clip trước của series bí kíp tăng view tăng sub của YouTube, các bạn sẽ thấy là cái phần audio của nó hơi bị kém, tại vì mình thu trực tiếp khi nói chuyện với các YouTuber. Cho nên là các bạn hãy chú ý đến những cái phần phụ đề ở phía dưới của video. Ở bên dưới đấy các bạn cũng sẽ tìm thấy những cái tip cực kỳ quan trọng và hữu ích khi làm YouTube. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Phan, support của BBTV Network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Nội dung của em chắc chắn nó sẽ có khán giả, nó rất là ngách nhưng mà sẽ có khán giả. Quan trọng là bây giờ mình phải tìm được khán giả. Em nghĩ là cái này ai sẽ xem, những cái này em làm ai sẽ xem? Dạ, những cái này là những người đam mê cơ khí hoặc là để tạo lại đồ cũ thôi. Bấm vào top video xem. Dạ, top video này thì chẳng qua là cho chạy quảng cáo nhiều thì nó nhiều thôi. Không phải giải thích, nãy giờ đã hiểu rồi, đã hỏi han tình hình rồi. Nhưng mà em đo lường hiệu quả của quảng cáo như nào, em có đo lường không? Tính ra thời gian xem trên quảng cáo quá thấp luôn, nên sinh ra là cái vụ mà chắc họ xem video xong họ bỏ đi, nên đâm ra kênh khó lên. Vì thời gian xem trên này nó thấp lắm, anh xem em thấy tổng kê lại. Em xem ở trong này hay là em xem ở trong báo cáo của AdWords? Dạ, báo cáo AdWords thì thấy nó cứ ghi thông báo ra vậy, nó cũng vậy anh. Hiện tại còn chạy có mỗi cái này là cái mới nhất nè. À, đâu phải cái này, đâu phải mới nhất đâu. À không, cái này thì không mới đâu, nhưng mà cái này em chạy cũng đây là về như tổng kê, là tổng kê tại tận hết luôn đây này, làm chạy 5 cái tài khoản. Ông mẹ ông bị, ông hiện tại bây giờ trong đầu ông bị đam mê quảng cáo quá, quảng cáo không giải quyết được vấn đề đâu. Dạ em biết vậy mà. Nếu mà em muốn quảng cáo ấy thì em chỉ cài đặt là Video Discovery ấy. Dạ đây là em đang chạy Disco đó anh ạ. Thế hả? Dạ em đang chạy Disco. Nãy xem cài đặt thấy đủ các kiểu mà, quay trở lại xem cài đặt mà xem. Cả ngày xưa một cái đầu tiên là em chạy thằng TrueView thì không tính rồi. Thế này là em đấy, chạy đâu mà TrueView. Xem cài đặt chiến dịch này nè. Này, mạng này, kết quả tìm kiếm trên YouTube này, video trên YouTube này, đối tác video trên mạng hiển thị này, em thử sổ xuống cái dòng chữ mạng này, em thử sổ xuống anh xem nào. Đây là em chạy cả đủ tất cả các hình thức rồi mà. Đây vậy thôi anh, nhưng mà trong cái nhóm á là đây đây là mình chọn Discovery mà. Discovery, nhưng mà em không hiểu, tức là như này, nó tìm kiếm những cái khác nhưng mà nó hơi liên quan đến cái này thì nó vẫn hiển thị được. Thì đúng rồi anh. Nó hiển thị không phải là, ví dụ như nó không hiển thị ngay ở kết quả tìm kiếm mà nó hiển thị ở ngay, ví dụ như hoặc là nó tìm kiếm ngay cái từ khóa em đặt nha. Xong rồi một clip của người khác nha. Xong đến cái ở bên cái thanh bên phải ấy, thanh đề xuất ấy, nó lại hiển thị của em nữa. Chứ không, nó không chỉ là hiển thị ngay mỗi kết quả tìm kiếm, em hiểu không? Dạ, dạ. Tại vì ở cái như vậy cái chiến dịch là mình phải cài đặt lại anh. Ngay từ đầu lúc cài đặt chiến dịch là mình đã phải chỉ là cài đặt chỉ có kết quả tìm kiếm trên YouTube thôi. Chứ còn ví dụ như video trên YouTube là ví dụ người ta đang xem một video nào đó này, xong rồi bắt đầu đến vạch vàng phát là clip của em hiện đang chảy ra giữa. Dạ đúng rồi. Tức là ví dụ như này nhá, ví dụ như từ khóa là khôi phục sắt chẳng hạn, đúng không? Thế là nó hiện ra 10 kết quả tìm kiếm.
nó sẽ click, nhưng mà không phải của em mà của thằng khác hiển thị hạn, nó click vào đấy, ok nó đang xem thử, thì cái clip của em cũng nhảy được vào giữa cái clip mà nó đang xem, Em hiểu rồi. hiểu chưa? Cái cách hiển thị đấy là cái cách hiển thị này. Cái kia mặc dù em đã cài đặt là chỉ có video discovery nhưng vẫn chết, vẫn cứ mất tiền mà nó chả giải quyết vấn đề gì. Em biết thừa em đang xem YouTube mà có thằng kia hơi ớt ơ nhảy vào giữa, em chỉ có mẹ chơi cho nó qua 5 6 giây để bấm bỏ qua đúng không? Dạ, là mình chỉ cần mình đến cho sai setup giai đoạn đầu là mình bỏ bỏ hết giữ lại cái này Ừ, thôi. từ lúc cài đặt, bắt đầu từ lúc cài đặt chiến dịch ấy, chứ không phải là đến lúc mà cài đặt nhóm quảng cáo với cài đặt quảng cáo đâu. Chỗ này mình giải thích thêm một tí là các bạn có thể tìm hiểu ở tất cả các clip ở trên YouTube hướng dẫn chi tiết về chạy quảng cáo. Tuy nhiên sẽ không có ai dạy cho các bạn rằng để chiến dịch quảng cáo của các bạn có hiệu quả thì một trong những điểm mấu chốt nhất chính là lựa chọn mạng hiển thị. Trong đó có 3 loại là kết quả tìm kiếm trên YouTube, loại thứ hai là video trên YouTube và loại thứ ba là mạng đối tác hiển thị. Thì lần lượt từng mạng hiển thị này, cái khả năng tiếp cận của khán giả sẽ càng lúc càng rộng hơn. Đồng thời các bạn cũng cần phải luôn luôn nhớ rằng khi mà mình tiếp cận được nhiều khán giả hơn thì khả năng chuyển đổi trở thành fan của mình, trở thành subscriber của kênh của mình sẽ càng ngày càng kém đi nếu chúng ta lựa chọn cái mạng hiển thị thứ nhất, tức là kết quả tìm kiếm ở trên YouTube. Thì khi khán giả tìm kiếm một từ khóa nào đó liên quan đến chủ đề của chúng ta thì video của chúng ta sẽ hiện lên ở phía trên cùng của kết quả tìm kiếm, và cái hành động click vào xem của người ta sẽ là hành động chủ động. Mạng hiển thị thứ hai là video trên YouTube, thì video của chúng ta sẽ hiển thị ở trong luồng. Khi khán giả đang xem một video thì video của chúng ta sẽ nhảy vào giữa và khán giả sẽ xem thấy, hoặc là nó nằm ở bên phía bên phải ở bên trên phần đề xuất, hoặc là nằm ở trên trang chủ của YouTube. Cái mạng hiển thị thứ ba rộng hơn, xa hơn và cũng khó chuyển đổi hơn, đó là mạng đối tác của Google, tức là tất cả mọi nơi trên các website, trên các app, bất cứ nơi nào có thể hiển thị được là nó hiển thị. Cái việc mà đi càng xa như thế thì thứ nhất có hai cái bất lợi mà chúng ta không nên sử dụng. Đấy là cái thứ nhất là khán giả không chủ động xem bạn, không chủ động tìm kiếm bạn. Đấy là cái bất lợi thứ nhất. Cái bất lợi thứ hai nữa là cái điều kiện hoàn cảnh của khán giả, cái thói quen của khán giả không sẵn sàng để xem video. Giống như mình đã nói với bạn YouTuber, có thể là ví dụ như người ta đang ở trong một môi trường yên tĩnh, đang ở trong cơ quan, đang ở trong lớp học, không sẵn sàng xem video của bạn. Bây giờ mình quay trở lại với buổi tư vấn ngày hôm nay. Ok, xem lại cái đó nhá. Nhưng mà nói chung là Dạ. xem cái clip của anh bảo là không nên quảng cáo chưa? Có nên quảng cáo hay không nhá? Em nghĩ là cũng không nên đâu, vì em thấy nếu Nhưng như mà mình đã có tâm xem làm ra chưa? thì Đã hỏi là đã xem cái clip đấy chưa? cũng xem rồi anh. Em xem trước cái kênh Việt YouTube em xem suốt mà. Anh có em vào team đấy, trong đó có anh làm hai clip liền liền nhau luôn ấy, bàn về chuyện là có quảng cáo hay không. Tất nhiên là trong đấy thì chưa bàn là cái danh sách phát kìa, trong trong đấy Đây thì em xem mày đến cái chỗ mà đâu thì đây cái thực đơn siêu cay khổng lồ là em cái thời kỳ mà em bắt đầu vô làm video, hay là từ đó đến giờ là em chưa xem mấy cái clip đằng sau, nhưng mà em đợt ngày xưa là em xem đến cái chỗ siêu cay này. kéo xuống dưới tí nữa nè, 7,7 ngàn lượt xem kìa, 4 tháng trước kìa. Tại sao không chạy quảng cáo cho kênh YouTube kìa? Tí nữa Dạ xong buổi đúng rồi này nó đó, ngồi lâu xem này. em cũng Hả? xem rồi đó. Xem rồi hả? Dạ đây này. Dạ. Ok, tí nữa xem lại cái này nhá. Dạ. Tất nhiên là trong đấy thì anh chưa nói đến chuyện là nếu mà chạy thì phải chạy như nào, giống như anh nói chuyện với em nãy giờ đâu, anh chỉ nói mới nói chuyện bên ngoài thôi. Trước khi mình chạy thì mình nên, một trong những câu hỏi thường gặp nhất của Việt YouTuber là cách chạy quảng cáo cho kênh YouTube như thế nào, đúng không? Trong phần mô tả kia. Dạ. Hãy xem hết video này trước khi quyết định chuyển tiền, nói những chuyện mà em mình phải suy nghĩ trước khi chạy quảng cáo thôi. Cái hồi trước em xem rồi mà nhiều người vẫn quyết định chạy, em phải đâm đầu chạy ít ít thôi.
để kiếm được cái lượng xúc về view về qua lúc tăng. em nhắn tin cho anh mà anh xem thấy mới thấy 5 clip mà nó lên được như này là anh nghĩ là anh đoán là chắc em chạy quảng cáo. Một là có hệ thống kênh vệ tinh mạnh có khoảng 10 kênh triệu sắp trong đấy nó kéo, hoặc là hai là chỉ chạy quảng cáo thôi. Đây em có cái dàn tay luôn anh chứ, mà mỗi tội nó em kéo sang không ăn thua anh à. Rồi kéo từ page của Facebook sang đâu ăn thua, bọn YouTube nó khốn lắm. Dạ mà bay bay mà mấy bay này cũng nhiều like Anh lắm anh, biết, mà không ăn thua gì hết luôn á. bọn YouTube nó biết mà, mình có thể điều khiển được ở bên Facebook, cho nên là traffic đến từ Facebook bọn YouTube nó đánh giá thấp lắm. Dạ Hiểu không? hèn gì mà kéo qua mà gì mà được, em pay cả gần cả mấy trăm ngàn lượt like mà kéo qua lẹt đẹt có 5 7 view Bọn thì YouTube nó chỉ tin tưởng những cái traffic, những cái lưu lượng đến từ trong bản thân nó, không tin tưởng thằng nào khác hết. Đấy. Với thứ hai nữa là traffic đến trong nội bộ của Google, là traffic từ Google Ads này mà còn không ăn thua nữa. Google Ads thì nhiều lúc thống kê vẫn bậy bạ. Ok, rồi số liệu phân tích nào quay trở sang chữ bấm hơn chữ traffic source xem nào. Từ từ để nguyên advertising 85%, playlist 10%. Mới có 5 video ông làm playlist kiểu gì vậy? Playlist ngày xưa em nhờ một thằng kia nó kéo dùng một video mà nó bắn qua playlist của nó mà tỷ lệ kéo thấp quá nên em bỏ không chơi nữa. Có cùng chủ đề không? Thằng đó chơi kít anh ạ, em mà trùng chủ đề được em là kéo rồi. Ok. YouTube search. À, đó. Nói chung là như này. Nha, chuyện quảng cáo là vấn đề của em nha. Ok, em có tiền em cứ quảng cáo, anh không phản đối gì cả, nhưng anh chỉ nói là xem xét lại cài đặt quảng cáo nha, là vấn đề thứ nhất. Xem xét lại cài đặt quảng cáo bằng cách xem cái clip của anh này, anh bàn về những chuyện cần phải xem xét, cần phải suy nghĩ trước khi quảng cáo này. Nhưng hôm nay anh về chỉ cho em một lỗi nhỏ thôi, là cài đặt mạng hiển thị, là em còn có gọi là mạng đối tác của Google. Em biết mạng đối tác của Google là gì không? Là ba cái đồ thằng bên thứ ba hay cũng vậy. Đúng rồi, của bên thứ ba này, ví dụ như nó đang xem một website linh ta linh tinh nào đấy mà có tìm kiếm mà đang liên quan đến của em thôi, là nó hiển thị cái video bên cạnh, ví dụ em đọc báo VN Express chẳng hạn thôi nhé. À, video của em vẫn hiển thị ở bên cạnh thì quảng cáo vẫn chạy âm âm, vẫn mất tiền như thường, bù ai mà xem. Chắc vậy rồi. Đúng không? Đang đọc báo VN Express mà, đang ngồi ở trên công ty, đang trốn xếp mẹ đọc mẹ lén lén chết mẹ. Đúng không? Cho nên là cái lưu lượng bây giờ em cần phải quan tâm nhất là lưu lượng từ YouTube search. Đúng không? Để người ta tìm thấy mình trước. Tìm thấy mình ấy thì bắt đầu mới người ta xem rồi người ta mới đăng ký, rồi mới dạng lâu dài, rồi xong rồi mới thành ấy được, đúng không? Thời gian xem thì YouTube search đúng là cao cả đây, nửa video lận. À, được.